Nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện giao thông đường thủy lưu thông qua sông Lô, đoạn qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đã tổ chức cho các đơn vị thi công thanh thải bằng nổ mìn bãi đá ngầm sông Lô, khu vực km 68 800 thuộc xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương. Để bảo đảm an toàn cho việc thi công, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, Chi cục Đường thủy Nội địa phía Bắc đã có hướng dẫn phân luồng và cấm các phương tiện giao thông đường thủy theo khung giờ từ 9 giờ đến 12 giờ sáng và 14 giờ đến 18 giờ chiều. Ngoài thời gian trên, các phương tiện được lưu thông bình thường. Theo Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, ngoài bãi đá ngầm trên, từ nay đến cuối năm 2021, bãi đá ngầm trên sông Lô tại km 77 500, ngã ba sông Chảy tỉnh Phú Thọ và sông Lô tỉnh Tuyên Quang cũng sẽ được thanh thải để bảo đảm giao thông đường thủy trong năm 2021.